Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đánh thức đường trên cao 30.000 tỷ sau 16 năm thai nghén. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh CEE đã đề xuất tự nghiên cứu đầu tư xây dựng trục đường trên cao tốc Bắc Nam nối Tân Bình đi quận 7 dài 14,1 km với tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, tương đương hơn 1,3 tỷ USD. Tuyến đường trên cao dài 14,1 km, rộng 30 m, gồm 4 làn xe. Điểm đầu từ nút giao thông Cộng Hòa, Trường Chinh, quận Tân Bình, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chạy dọc các tuyến Cộng Hòa, Bùi Thị Xuân, hẻm 656 đường Cách Mạng tháng 8, Bắc Hải, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, dọc kênh Ông Lớn và kết thúc tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7. Mặc dù theo quy hoạch hệ thống tuyến đường trên cao của Thành phố Hồ Chí Minh không có tuyến trên cao Bắc Nam, song đây là sự kết hợp từng đoạn của 3 tuyến trên cao số 1, 2, 3 để ưu tiên xây dựng trước. Khi Thành phố Hồ Chí Minh có đủ nguồn lực để xây dựng hoàn thiện các phân đoạn còn lại, thì cùng với các tuyến số 4, số 5 sẽ tạo thành hệ thống giao thông trên cao hoàn chỉnh, đồng bộ. Cùng với CEE, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO cũng từng đề xuất từ bỏ kinh phí nghiên cứu đầu tư dự án trên cao số 5, giai đoạn 1, theo hợp đồng BOT. Tuyến số 5 này dài 21,5 km, gồm 4 làn xe, có điểm đầu từ nút giao trạm 2 trên xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, đi trùng quốc lộ 1 đến ngã tư An Sương, quận 12. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng, thuộc danh mục Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư năm 2021, thực hiện giai đoạn 2021-2030, theo hợp đồng BOT. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ và nguyên nhân chủ yếu do nguồn vốn huy động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.